Hai bên đều đang cố gắng theo trong công kích của đối phương đếm thử giờ thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, trên không bóng mờ bắn ra, xem mọi người hoa mắt thần mê. Nội viên các đệ tử tâm tình lúc này cũng đã không chỉ là kinh ngạc. Trần Vũ Trúc là ai bọn hắn lại quá là rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì đặc thù nguyên nhân, vị này Hồng Liên ma nữ chỉ sợ sớm đã có thể trở thành Xử Lý Khăng thất quái đi. Tại trong nội viện, có một ít người là mọi người công nhận tương lai nhất định có thể trở thành thành tựu cường giả thần cấp, mà ở trong đó, Trần Vũ Trung tuyệt đối là xếp hạng tại 3 vị trước. Là Mền Vũ trong 7 người, đằng trước ra sân 4 vị đã đủ để cho bọn hắn kinh ngạc, lại không nghĩ rằng cái này vị thứ 5 lên sàn thực lực vậy mà càng mạnh. Đừng nghĩ Trần Vũ Trung trước đó cùng với Nguyễn Ân Huy Huy đánh qua một trận, nhưng có hai cái hồn hạch là nàng, vừa mới cái kia một trận căn bản là không tính là tiêu hao, tương đương với liền là dùng trạng thái toàn thịnh tới tiến hành trận đấu này so đấu. Đã không còn áp chế, nhìn qua hai bên cũng đã có một loại thế lực ngang nhau cảm giác, thậm chí tại võ hồn phương diện bên trên, Trần Vũ Trung vẫn còn có một chút thua thiệt. Làm Hải Thần Các chủ tuyên bố một đời mới Xử Lý Khăng thất quái muốn xuất hiện thời điểm, rất nhiều nội viện đệ tử nghe đường tiền không có chính mình thời điểm đó, còn có lòng đầy căm phẫn, cảm thấy không bằng là cảm giác, có thể trận này tràn chiến đấu tiếp theo, loại cảm giác này đã bắt đầu nhanh chóng tan biến mất. Đừng nói là cùng với Trần Vũ Trung đánh hòa nhau, coi như là thua trận tranh tài, chỉ cần có thể tại Trần Vũ Trung trên tay nhiều kiên trì ra một chút thời gian cũng đủ để chứng minh rằng thiên phú của bạn hắn. Đừng quên Trần Vũ Trung tiến nhập vào trong nội viện đều đã bao nhiêu năm, sớm đã vượt qua thời gian 10 năm mà bọn hắn mới vừa rồi là mới tiến vào trong nội viện đó, hiện tại liền nhanh như vậy, cái kia 10 năm về sau lại là mạnh mẽ tới trình độ nào? Không ai có thể cho ra đáp án, nhưng ở thời điểm này, đối với Lam Hiền Vũ 7 người tán thành đang dần dần tăng lên, nhất là quan chiến các lão sư, ngoại viện các lão sư cảm giác càng thêm khắc sâu, làm học viện quyết định nhường tam thập tam thiên sừng toàn bộ tiến nhập vào trong nội viện thời điểm. Ngoại viện lão sư phản ứng là lớn nhất, một thoáng tiến vào trong nhiều như vậy học viên đến nội viện, cái kia nhường phía sau bọn họ mặt khác ngoại viện nhìn thấp làm sao bây giờ. Nội viện đệ tử cũng có ý kiến, tiến nhập vào trong nội viện nhiều người, chia sẻ tài nguyên người cũng nhiều. Có thể hiện tại xem ra, giống như hết thảy đều lộ ra như vậy hợp lý, mà lại người ta còn chưa có bắt đầu chiếm dụng ra nội viện tài nguyên đấy. Gần nhất vẫn luôn luôn tại trong quân đội lịch luyện, sau khi trở về cũng đã thể hiện ra được thực lực cường đại như vậy. Tam thập tam thiên sức 33 người, coi như mặt khác 26 người không bằng trước mặt cái này 7 cái, lại có thể kéo bao nhiêu đấy. Dù cho đều là bạn học cùng lớp, mà lại trước đó Đàm Tiểu Đào cùng với Phiêu Tiểu Nhớ cũng hiện ra đường qua bọn hắn thực lực, đồng dạng là tương đương yếu tố, ít nhất tuyệt đối là nội viện đệ tử trình độ. Tại trong nội viện các đệ tử trong mắt, hai thần các chủ là kinh biến đến mức càng ngày càng ngưỡng mộ núi cao, là Miền Vũ 7 người thực lực đã chứng minh lựa chọn của nàng, nhưng bọn hắn lại làm sao biết, lúc này hai thần các chủ trong lòng cũng đã không ngừng có hồn thú lao nhanh. Tình huống như thế nào? Đã nói xong lịch luyện đây, đã nói xong đả kích đâu, người nào đả kích ai vậy đấy? Uỳnh một tiếng, thiên can thần châm cuối cùng nổ tung, Hồng Liên lấp lánh vẫn như cũ là tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà xa xa mở đầu thiên can kỳ lần cuối cùng là từ trong châm mang bên trong lao ra, hợp lại làm một lần nữa hóa thành thiên can kỳ lần bộ dáng. Tiếp ta một chiêu cuối cùng, tiếp được tính người chiến thắng. Trần Vũ Trung âm thanh quanh quẩn, tiếp theo một cái chớp mắt, từng vòng hồn hoàn khuếch tán. Nàng biến hóa Hồng Liên đột nhiên cao tốc xoay tròn. Trong không khí, hỏa nguyên tố tại nó xoay tròn bên trong bị quét sạch sành sanh, thẳng đến đường vũ cách bay đi. Đường phụ canh biến thành thiên can kỳ lân không dám khinh thường, trên thân 10 thải quang mang bắn ra, hai con ngươi sáng ngời có thần, sau lưng âm dương nhị khí bốc lên, hóa thành hắc bạch hai cánh, bất ngờ cũng đã là trạng thái mạnh nhất. Dưới chân đệ cửu hồn hoán cuối cùng lấp lánh, đường phụ canh thân ảnh đột nhiên trở lên trên mở đi, hết thảy tất cả đều trong phút chốc trở lên trên chậm chạp dâng lên, tất cả quang mang hướng về nàng hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ mà đi. Một cỗ khí tương kinh khủng trong nháy mắt đó liền từ trên người của nàng bắn ra, loại kia khủng bố mà cùng loại vừa trước đó Nguyên Ân Huy Huy muốn liều mạng nhất kinh lúc cảm giác. Kinh khủng uy năng trong nháy mắt đó tăng vọt, cho người ta một loại khó mà hình dung cảm giác. Nguyên bản thuộc tính biến hóa phong phú đường vũ cách, hiện tại còn lại cũng chỉ có sắc bén, mà lại là loại kia phảng phất có thể khai thiên tích địa sắc bén. 10 loại thuộc tính hướng vào phía trong dung hợp, màu sắc bắt đầu từng cái giảm bớt,
Theo 10 loại màu sắc biến thành 5 loại, thiên can biến thành ngũ hành, 5 loại màu sắc lại tiếp tục tiến hóa, hóa thành hắc bạch song sắc, đây là âm dương nhị khí. Mà âm dương nhị khí còn tại dung hợp, cuối cùng hóa thân thành một đạo hư ảo hồng mông chi khí, tại thiên can kỳ lần hướng bên trên đỉnh đầu hóa thành một sừng, cái kia sắc bén khí tức chính là do một sừng bắn mà ra tới. Thiên can kỳ lần bay lên trên trời, trong nháy mắt xoay tròn hóa thành một đạo to lớn đạo ánh sáng, trong chốc lát thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, thật là cường đại để cứu hồn kỹ. Thấy cảnh này ở đây tất cả mọi người không khỏi có thất sắc cảm giác, dạng này để cửu hồn kỹ đơn giản có thể nói là chưa từng nghe thấy. Thiên địa sơ khai âm dương nhị khí hiện hiện, hóa vì nhân gian mới có ngũ hành diễn sinh, thiên can hiện thế. Đường phụ cách cái này để cửu hồn kỹ tương đương với là nghịch thiên mà đi, một lần nữa ngưng tụ thiên can làm ngũ hành ngược dòng tìm hiểu làm âm dương, cuối cùng âm dương kết hợp khai thiên địa. Thiên can kỳ lần để cửu hồn kỹ, thiên địa chám, lấy khai thiên tích địa một khắc này uy năng, mà cái kia xoay chuẩn cấp tông bên trong hồng liên lúc này, hào quang cũng đã bốc lên trên đến cực hạn. Đường môn ám khí bách giải bên trong, có một môn ám khí được vinh dự thứ nhất, đồ vân ám khí đệ nhất đã từng đường môn tiên tổ đường tam, nương tựa theo cái này loại ám khí gần như tung hoành vô địa. Trần Vũ Trung thiên phú dị bẩm, bản thân hồng liên võ hồn không chỉ bị nàng luyện thành cực hạn chi hỏa, càng đem đường môn rất nhiều luyện học ra hòa hợp ra một lò. Có thể nói, nàng đã là thiên hạ hôm nay, hết thầy học viện xử lý khắc đệ tử, cũng bao quát lão sư bên trong, đối với đường môn tuyệt học nắm dưỡng khắc sổ duy nhất một cái. Nàng cái này đệ kỷ hồn kỹ chính là từ đường môn cái kia tối đỉnh đồ vật âm khí đệ nhất diễn hóa tới. Cái kia âm khí tên gọi là Phật nộ đường liên. Tới Trần Vũ Trung trong tay, đệ kỷ hồn kỹ chính là Phật nộ đường hồng liên. Xe còn tròn cấp tốc bên trong hồng liên phía sau, mơ hồ là còn có một đạo thân ảnh hiện ra, đó là một đạo mang theo ánh sáng vòng thân ảnh, thấy không rõ tướng mạo nhưng lại có không có cái gì sánh kịp uy nghiêm. Nóng bỏng ánh lửa bùng nổ đến cực hạn, cái này một cái chớp mắt, Trần Vũ Trung trên thân chỗ bọc phát ra nhiệt độ cao, thậm chí là siêu việt bình thường hành tinh nhiệt độ. Cái này là cực hạn đố là cực hạn nhật kích. Hồng mông khí nhọn hình lưỡi dao đối phật với Phật lộ đường liên, hai cô cực kỳ là kinh khủng năng lượng trong nháy mắt đụng vào nhau. Tại đây một cái chớp mắt, ở đây tất cả thần cấp cường giả cũng không khỏi là vẻ mặt trở lên trên ngưng trọng lên. Vô luận là Trần Vũ Trúc hay là Đường Vũ Cách đều là học viên thiên chi kiêu tử, bất kỳ người nào đều không cho sợ thất. Nhưng dạng này va chạm đối với các nàng lẫn nhau trưởng thành đều sẽ có lợi thật lớn, người nào cũng không thể nào tại thắng bại chưa phần trước đó mà cản trở. Uynh một tiếng, hồng quang nổ tung, vô số hỏa diễm bùng nổ, bốc lên trên nổ tung Phật lộ hồng liên, mỗi một cánh hoa đều như là diệt thế chỉ như lửa, đốt cháy cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn đào ánh sáng. Có thể cái kia hồng mông hoàng nhận những nơi đi qua, âm dương chia cắt liệt hỏa dập dờn, không có bất kỳ cái gì một điểm hỏa diễm có thể ngăn cản nó tiến lên trên bộ pháp. Thiên địa rung động trong chốc lát, tất cả ánh lửa bỗng nhiên bị một phần thành hai, hồng mông ánh đào cũng đã tùy theo đó chật lóe lên trên rồi biến mất. Tất cả đỏ cánh sen tại đây một cái chớp mắt, giống như cũng đã ngừng tụ tại giữa không trung một cách nào đó, lại có nửa phần di chuyển, mà cái kia hồng mông ánh đao cũng đã đến trước đó Trần Vũ Trung vị trí, biến trở về vẻ mặt ảm đạm của Đường Vũ Cách. Trên người của nàng nhị tự đấu khải đều đã tan chảy, sau lưng hai cánh hoàn toàn tan biến, vẻ mặt ảm đạm lùng lầy sắp đổ. Nếu như không phải âm dương hỗn độn điều xuất hiện, miễn sắp ngắm ngượng chống cự thân thể của nàng, nàng đã rơi xuống tại trong hồ nước. Nàng thắng sao? Không, nàng không có thắng. Ít nhất thì chính nàng hiểu rõ, thiên địa chảm mặc dù là tách xa Phật lộ hồng liên, có thể nàng cũng không có thắng được trận đấu này. Học muội, cảm ơn người cái này một chạm giúp ta thăng hoa. Trần Vũ Trung âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên không mỡ một mảnh đỏ cánh sen đều toát ra tối vi hào quang rực rỡ, bị thiên địa chạm tách ra cánh hoa, một nửa biến thành màu băng lam, một nửa khác thì biến thành xích kim sắc, hai loại khác biệt màu sắc hồng đồng thời bay lên, tầng tầng lớp lớp lẫn nhau giao hòa. Trong chốc lát, chúng nó đã tại lẫn nhau giao hòa bên trong, hóa thành một đóa song sắc hoa sen. Song sắc trầm trọng dung hợp, tại trong hoa sen đỉnh sản sinh ra một nhỏ đám ngọn lửa màu trắng. Uynh một tiếng thiên địa rung động, một đường to lớn cột sáng phóng lên tận trời. Trong chốc lát thiên địa chỉ khí lúc này điên cuồng dâng trào, hướng cái kiêng cột sáng hội tụ mà đi.
Toàn bộ hải thần hồi bên trên sinh mệnh ký tức giống như cũng tại thời khắc này hướng ra cái kia cột sáng sừng trào mà vào, dung nhập vào trong đó. Nhưng cái kia có cột sáng hào quang trở lên trên càng ngày càng cường thịnh dâng lên. Nơi xa, chuyển linh tháp ở tầng bộ. Vừa mới cũng bởi vì cái kiên to lớn hào quang màu bạc mà kinh ngạc truyền linh tháp các cao tầng, lúc này lại một lần nữa nhìn về phía cánh cửa. Đột phá thành thần, học viện sử này các phượng hướng, một người kinh hồ nói ra.